11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam có câu chuyện về Thánh Gióng kể cho chúng ta rằng vào đời vua Hùng Vương thứ 6 có nạn giặc Ân bên Tàu. Chúng cậy thế mạnh nên hay sang quấy nhiễu nước ta. Vua truyền hịch đi khắp nơi để tìm người tài giỏi giúp nước diệt giặc. Bấy giờ ở làng Phù Đồng có một cậu bé đã 3 tuổi mà chỉ nằm ngửa, không nói được một lời nào. Nghe sứ giả nhà vua rao hịch tìm người tài để diệt giặc, cậu liền nhờ sứ giả xin với đức vua là đúc cho cậu một cây roi sắt và cấp cho cậu một con ngựa bằng sắt để cậu đi đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nghe lời người hiền tài nhắn gửi, vua đã thuận ý. Cậu bé liền vươn vai thành người to lớn, khỏe mạnh. Cậu đứng dậy, cầm roi sắt, nhảy lên yên ngựa, oai phong đi đánh giặc Ân. Dẹp xong giặc, cậu phóng ngựa lên núi Sóc Sơn rồi bay về trời. Vua nghĩ đây là thiên thần của trời cao đã xuống trần để cứu giúp, nên liền xây một đền thờ gọi là đền thờ Phù Đồng Thiên Vương để tạ ơn và tưởng nhớ. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó là câu chuyện truyền thuyết. Còn có một người đã về trời thực sự, đã thật sự về trời. Ngài đã từ trời mà đến và sau khi hoàn tất sứ mạng, Ngài đã trở về trời trong vinh quang. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc đối thoại với ông Nicodemo, Chúa Giêsu đã nói với ông rằng không ai đã lên trời ngoại trừ đấng từ trời mà xuống. Vâng, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ngài từ Chúa Cha mà đến với nhân loại chúng ta và lại trở về với Chúa Cha. Sứ mạng Cha giao phó tuy khó khăn, nhưng với 33 năm vắn vòn ở trần gian, Ngài đã hoàn tất. Khi còn ở với nhân loại, Chúa Giêsu đã liên kết chúng ta thành một cây nho và một thân thể. Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào gắn liền với thân cây nho thì sẽ sống, sẽ sinh nhiều hoa trái. Trong một thân thể, thầy là đầu và anh em là các chi thể. Chúa Giêsu còn mặc khải cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, về ơn cứu độ của Ngài. Ngài mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa của Ngài, Cha của Ngài cũng là Thiên Chúa của chúng ta, cũng là Cha của chúng ta. Sau ngày phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với bà Maria Magdala: Thầy nên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Thầy nên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em. Hôm nay Chúa Giêsu lên trời không phải để rời xa chúng ta, nhưng mà là để hiện diện với chúng ta một cách khác, mầu nhiệm và hữu hiệu hơn. Chúa lên trời còn là niềm hy vọng tràn trề khiến cho cả nhân loại được hoan hỷ. Chính người đã hứa: Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó với Thầy, và Thầy đi đâu anh em đã biết được đường rồi. Chúa Giêsu chính là đường dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Nhưng trước khi về trời, Chúa Giêsu đã ủy thác nhiệm vụ đó lại cho chúng ta, nhiệm vụ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, loan báo vương quốc Thiên Chúa ở trần gian. Chúng ta phải tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để loan báo tin mừng yêu thương cho mọi người. Thánh Kinh kể lại rằng, sau khi nhắn nhủ các môn đệ, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp mọi nơi và có Chúa cùng hoạt động với các ông.
Và Chúa củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Vâng, chúng ta được tiếp nối để đem niềm vui ơn cứu độ đến cho mọi người. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian. Đó là lệnh truyền của Chúa mời gọi chúng ta. Có một câu chuyện mang tựa đề Bàn tay Chúa kể rằng, sau Thế chiến thứ hai, một toán lính đồng minh đi giúp các người dân xây dựng lại cuộc sống trên đống gạch hoang tàn, đổ nát. Họ làm lại nhà cửa, sửa chữa ngôi nhà thờ trong làng. Nhưng đến khi dựng được tượng Chúa, thì toán lính không tìm đâu ra hai bàn tay của pho tượng đã bị bom đạn cắt cụt. Viên sĩ quan viết vào pho tượng câu này: dân làng sẽ thay Chúa làm những công việc mà đáng lẽ hai bàn tay Chúa đã làm. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa có quyền năng làm nên mọi sự. Người làm nên cơm bánh để cho người nghèo, nhưng người muốn mời gọi chúng ta, người nhờ đến chúng ta, nhờ đến đôi bàn tay của chúng ta để nới rộng và lan tỏa tình yêu Chúa cho anh chị em, cho tha nhân. Vậy thưa anh chị em, mừng lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, xin cho chúng ta biết vui niềm vui của Chúa, nắm chắc phần vinh quang mà ta sẽ cùng được chia sẻ là hạnh phúc nước trời. Đồng thời, ngay ở đời này, xin cho chúng ta biết xây dựng quê hương trần thế và trở nên chứng tá tin mừng tình yêu của Chúa cho anh chị em. Hãy trở nên những người cộng tác viên nhiệt thành của Chúa để tiếp nối sứ mạng của Chúa, mang tin mừng tình yêu của Chúa đến cho tha nhân. Amen.